Chào mừng các mẹ tiếp tục đến với kênh Chăm sóc mẹ và trẻ em. Hôm nay Chăm sóc mẹ và trẻ em sẽ chia sẻ cho các mẹ một kinh nghiệm thực tế giúp cho bé đang ho đờm nhớ rất là nhiều cổ mà con có thể khỏi được và đờm nhớ có thể đẩy hết ra ngoài được. Mà thực tế là em đã làm thử rồi. Bé nhà em bị ho các mẹ ạ. Con bị cúm. Sau đó thì con chuyển sang giai đoạn ho. Em cho con uống siro. Tại vì bé cũng được có 7 tháng thôi. Uống siro nhưng mà mãi không khỏi. 3-4 ngày rồi con vẫn không khỏi ho. Hôm nào con cũng ho rất là nặng. Thì vô tình lên mạng lướt, thấy có một mẹ chia sẻ về cách đắp hành tây và chân con để con hết sốt. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các mẹ vừa hết sốt vừa khỏi ho. Sau khi làm cho con được 2 đêm hết chưa đầy 2 củ hành tây thì con đã khỏi ho rồi và khỏi trông thấy được các mẹ. Nên là hôm nay vội vàng làm clip để chia sẻ cho các mẹ ngay lập tức. Tại vì mùa lạnh này thì chắc chắn là sẽ rất nhiều bé bị viêm họng, bị ho nặng ấy. Nên là em sẽ chia sẻ cho các mẹ luôn về cách thức làm để bé hết sốt cho các mẹ nhé. Cách thứ nhất thì các mẹ chữa ho, tan đờm, nhớt và hạ sốt cho con. Thì các mẹ cắt một củ hành theo sứa ngang rồi thái nát mỏng. Và tiếp theo thì các mẹ đặt cái nát hành tây đấy dưới bàn chân của con, rồi mang tất vào cho con để cho bé ngủ qua đêm. Đến sáng hôm sau thì rửa chân cho con bằng nước lạnh. Thì cái phương pháp này thì rất hiệu quả luôn. Em làm có 2 ngày thôi mà bé nhà em đã khỏi ho rất là nhiều rồi. Con ho nặng, các mẹ ho liên tục cứ sáng sớm ấy, bật quả là con ho. Nhưng mà khi mà làm xong cái phương pháp được 2 buổi tối thì đến sáng hôm sau bé ho 1-2 cái. Và sau đó tự dưng là con chảy cực kỳ nhiều nước mũi luôn các mẹ. Nhưng mà các mẹ hãy hút hết mũi của con ra. Đấy, hết hút thật mạnh mà, nhưng mà có một cái hút mũi ấy, mà ở ngoài hiệu thuốc họ có bán ấy, có 3 ml một cái thôi. Các mẹ cho vào hút ra cho con. Thì sau 2 buổi sáng như vậy thì bé sẽ không còn khò khè trong cổ nữa. Và con sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai nữa, em cũng áp dụng cách thứ hai cho ngày đầu tiên. Đến ngày thứ hai hôm sau thì con đỡ rồi nên em không áp dụng cách thứ hai nữa. Cách thứ hai này thì các mẹ làm sạch phổi đờm nhớt và chữa ho đờm cho con hạ sốt cao nữa. Các mẹ nhớ là nướng củ hành tây, sau đó lột vỏ, cắt theo thứ ngang và bắp nát ra. Sau đó thì các mẹ bọc hành tây vào trong miệng và trong cái miếng vải ấy, các mẹ buộc túm lại, sau cột thật kín vào nha, nhớ buộc kín mà. Sau đó dùng cái túi hành này chườm lên ngực của con, lăn qua lăn lại trong khoảng 15 phút. Thì cái cách này thì cũng sẽ giúp bé ra hết đờm ở trong cổ. Các mẹ nhớ là khi mà làm cái này thì con sẽ ra rất là nhiều nước mũi. Các mẹ có cái hút mũi hút ra thì tốt, còn nếu không thì bé vẫn không ra hết được đờm đâu các mẹ. Các mẹ phải làm 1-2 lần. Có một cái cách nữa cho con nhanh khỏi ốm các mẹ nhé. Một số mẹ thì khi mà con bị ốm thì các mẹ sẽ thường hay kiêng tắm cho con, nhưng mà bé nhà em thì cũng vậy thôi. Thì em cũng làm cái cách này, con cũng khỏi ho rất là nhanh. Vừa tắm nước gừng các mẹ giã nước gã giã gừng nát ra, sau đó các mẹ ủ với nước nấu sủi lên om trong vòng 10 phút hoặc 15 phút để cho cái dầu gừng nó ra hết đi. Các mẹ lấy cái nước đấy tắm cho con. Bé vừa ấm cổ và vừa cái gừng nó sẽ xông lên mũi cho con, nó vừa làm cho con đỡ ngạt mũi và xông vi khuẩn nó cũng chết bớt đi ấy, thì rất là tốt cho con. Và bé nhà em thì em tắm nước gừng cho con ấy thì nó rất là ấm, mà con bị ốm con không bị cảm. Tắm nước gừng rất là ấm mà dành cho những bé mà đang bị cúm ấy, sẽ đỡ rất là nhiều. Đấy là cái cách mà em đã chữa khỏi ho cho con rất là hiệu quả. Thế em muốn chia sẻ cho các mẹ cái cơ sở khoa học mà cái phương pháp này là gì. Thì trong lòng bàn chân của con người có tới 7.000 dây thần kinh khác nhau liên kết với các cơ quan trong cơ thể, và niệm pháp với hành tây thì giúp làm sạch cái virus trên cơ thể con người thông qua các dây thần kinh này, đồng thời làm lưu thông khí huyết trong cơ thể. Do đó về mặt khoa học thì các triệu chứng như là sốt này, ho, cảm có thể giảm đi đáng kể khi dùng cách đắp hành tây này. Không thì các mẹ đang sốt nên mẹ bị ốm ấy, các mẹ cắt miếng hành tây các mẹ đắp vào chân, các mẹ sẽ thấy cực kỳ mát luôn, rất là mát chân, thoải mái luôn. Cái cách này rất là hay. Nếu các mẹ thấy hay thì các mẹ chia sẻ cho nhiều mẹ biết hơn, để các bé đỡ phải uống thuốc kháng sinh rất là vất cho các con. Bé nhà em thì em cũng uống cho con là nước quất, nước chanh đào, nhưng mà con vẫn không đỡ mấy đâu các mẹ. Mua cả siro về nữa vẫn không đỡ, tại vì không muốn cho con uống thuốc kháng sinh. Nhưng mà thật là may mắn khi mà con đắp cái hành này đỡ rất là nhiều đấy các mẹ. Và chúc các mẹ thành công. Xin chào ạ, và hẹn gặp lại các mẹ ở những video tiếp theo của Chăm sóc mẹ và trẻ em nhé. Hey girl, think about it, girl. Think about it, try.